Chào tất cả anh em, hôm nay mình lên một mặt hàng đặc biệt để giới thiệu anh em. Đây là một cái mặt hàng mà được rất là nhiều anh em mua về sưu tầm và để sử dụng làm thuốc. Đây là những cái cặp sừng trâu nước của châu Phi. Đây là những cái mẫu sừng trâu nước bên nước ngoài nha anh em, nó không phải của Việt Nam đâu. Cái sừng Việt Nam nó khác lắm. Thì những con trâu, cái sừng trâu nước này thì ngoài chức năng là để sử dụng làm đồ trang trí, làm đồ mỹ nghệ, thì có một cái tính năng rất là tuyệt vời và hữu ích mà nhiều anh em không biết, đó là nó sử dụng để làm một cái bài thuốc đông y. Đó, cái này là những anh thầy thuốc đông y mua của mình về, họ có nói cho mình nghe. Thì sử dụng nó là để chữa trị kiết lỵ này, rồi sốt phát ban của mấy đứa nhỏ anh em, rồi những phụ nữ nào mà rong kinh đồ á, hay bị rong kinh nhiều á, thì mua nó về mài để mà uống để trị rất là hữu hiệu nha anh em. Cái này là những anh thầy thuốc đông y khẳng định với mình như vậy á. Còn ngoài ra về chức năng của nó, có một cái chức năng mà mình cũng nghe mấy anh nói á, là chữa về cái bệnh động kinh với cái bệnh mà hay tai biến méo miệng á. Thì họ cũng dùng cái sừng này nè, họ vào pha với một cái loại thuốc gì của thuốc bắc á, nói chung là cái đó là quanh cái nghề của họ, họ họ biết, họ không chỉ mình được đó, với hoặc là mài ra với pha với mấy cái loại thuốc bắc với mấy cái loại thuốc khác á, để mà trị về tai biến với trị về nội thương á, và có sử dụng cái sừng này để mà họ pha chế đó. Ngoài ra nó còn có chức năng để chữa gì ung bướu nữa đó, nhưng mà cái đó thì bên cái nghề thuốc của họ, họ bí truyền, họ không có chỉ mình đâu, họ chỉ nói cho mình hiểu, mình nghe vậy thôi, rồi họ mua về họ họ bào chế, chứ là của bên của mấy anh thầy thuốc, cái nghề của họ, nên mình biết sao thì mình cũng nói vậy thôi, chứ mình đâu có phải là thầy thuốc đâu. Nhưng mà thực sự là những cái sừng này nó có chức năng, nó chữa bệnh đi rất là hữu hiệu đó anh em, chứ không phải không không họ mua về làm gì để mà chơi à, không có đâu. Mấy anh thầy thuốc anh mua về vậy tại vì nó giá cao chứ nó không có giá rẻ đâu, mà mua họ chưng họ chơi rồi, họ làm gì đâu đó. Cho nên là mình có gì mình chia sẻ với anh em. Đầu tiên thì mình cũng lên cho anh em được 4 cặp, đợt này hàng nó hiếm quá, mình cũng sưu tầm được có 4 cặp thôi. Cặp đầu tiên là cặp A1 nè. Những cái cặp này cũng còn khá non nên là nó ngắn và nó u to hơn so với mấy cái cặp ở trên. Cặp trên thì những con nó già nên nó sẽ cong, cái sừng nó cong hơn, nhọn hơn đó. Và cái lõi nó cũng đặc hơn này đó, và nó có ánh màu 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 màu, màu vàng trên mấy cái đầu sừng. Và đặc biệt là cái sừng trâu nước châu Phi đó, nó có đặc điểm là nó có nhiều cái u trên cái sừng, nó lạ độc lắm, nó khác với sừng Việt Nam mình nhiều. Cặp A1 này thì mình đo cái độ cao của nó thì nó cao tầm 20 phân đó. Thì giá là 2 triệu chi phí vận chuyển. Đây cặp A1 nha anh em xem kỹ. Cặp A2 đó. Cặp A2 thì nó cũng vẫn còn non đó anh em đó. Cặp này thì nó dài nó cao khoảng tầm 22 phân đó. Cũng có một cái sừng đặc và một cái sừng rỗng. Cặp này cũng 2 triệu chi phí vận chuyển nha anh em, A2. Và cặp A3. Ba là những con này nó cũng già rồi này anh em, nên anh em thấy nó cái sừng nó dài và nó cong hơn rất là nhiều đó, có độ cong nó vuốt luôn đó. Đó, độ cao của nó rơi tầm 24 25 phân đó. Nếu mình đo theo cái dòng cung nó cũng cỡ gần 27 đến 30 anh em. À, đây là cặp A3 nha anh em, giá cũng là 2 triệu chi phí vận chuyển. Cặp A4 nó cũng vậy thôi. Độ cao của nó tầm 24 phân đó. Và giá cũng là 2 triệu chi phí vận chuyển. Rồi thì anh em nào có nhu cầu mua những cặp sừng trâu nước này về sưu tầm làm đồ trang trí mỹ nghệ hoặc sử dụng để chữa bệnh thì liên hệ mình. Xin kết thúc video tại đây. Cảm ơn anh em đã quan tâm theo dõi.